Ôi da, trời ơi, cái bài dịch tân dịch giật gì đó giờ này mà chưa thấy tới đây hãy đặt đặt thì hiểu ha. Nếu mà giờ ai nói xấu quý vị, du khống như quý vị, quý vị có chịu nổi không? Tin mới nhất, Nguyễn Phương Hằng bị bại lộ kế hoạch vô cùng động trời. Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên để buộc tội người phụ nữ đáng thương là Việt Tân, nhằm mượn gió bẻ măng. Kính thưa tất cả quý vị. Mới đây nhất, trên trang Facebook của Nguyễn Xin đã công bố danh tính của người phụ nữ được cho là Việt Tân, nhằm dụ dỗ, lôi kéo bà Nguyễn Phương Hằng vào câu chuyện xuống đường để giải cứu sư Minh Tuệ. Được biết, bà này tên thật là Trần Thị Đời, quê ở Hậu Giang. Bà Đời hiện tại đã có chồng và hai đứa con gái. Vài tháng trước, thì bà Đời có nói với người thân rằng muốn đi gặp bà Nguyễn Phương Hằng vì rất là hâm mộ bà ấy. Sau khi đến Đại Nam, thì bà ta bất ngờ xỉu lên xỉu xuống, đòi gặp Phương Hằng cho bằng được. Theo như Nguyễn xin thì anh cũng nói rằng tất cả sự việc này có dính líu tới một tên sàm tăng, đó là Thích Trần Quang vì bà đời được cho rằng có mối quan hệ rất là thân thiết, cũng như là đệ tử ruột nằm trong hội chúng thanh niên của tên ma tăng này. Và có một điều đặc biệt, đó là người phụ nữ này mắc bệnh tâm thần nên dễ bị xúi dục bởi người khác. Sáng hôm nay, thì cơ quan chức năng, công an tỉnh Bình Dương đã triệu tập cô gái này và cô ấy cũng đưa ra được những giấy tờ liên quan tới hồ sơ bệnh án tâm thần của mình nên đã được thả về nhà trong chiều hôm nay. Nhưng còn sự việc của Nguyễn Phương Hằng có liên quan gì đến câu chuyện lần này mà lại làm dân chúng ai nấy cũng đều quay xe, không ủng hộ bà ta nữa. Thứ nhất, là từ lần livestream đầu tiên của bà ta, khi ở tù trở về, có nhắc tới một vị chân tu vĩ đại của Việt Nam, đó là ngài Thích Minh Tuệ. Ngay lập tức, thì cộng đồng mạng cũng như rất là nhiều quý vị khán giả đã không đồng tình với những lời ăn tiếng nói của Phương Hằng. Tiếp theo, thì mọi người ai nấy cũng đều bỏ về đất Là Đông, làm cho Đại Nam giờ đây rất là vắng vẻ. Tất nhiên trong câu chuyện lần này, chúng ta phải xét đến lý do tại sao Nguyễn Phương Hằng lại lấy một người phụ nữ bị bệnh tâm thần che giấu đi cái sai của mình. Khi nhắc đến tên sư Minh Tuệ bởi vì cái ngày 20 tháng 10 vừa qua rất là đông khán giả tới, mong muốn xem bà Nguyễn Phương Hằng quốc gì tới sư Minh Tuệ. Nhưng một cú quay xe đã làm cho rất nhiều người hụt hẫng, đó là bà ta không quốc sư Minh Tuệ, mà lại lôi một người phụ nữ nhìn rất là đáng thương để thực hiện mưu hành kế bẩn, mượn gió bẻ măng, gắp lửa bỏ tay người. Thế nên, trong sự việc lần này về Nguyễn Phương Hằng, không phải là bà ta không có dính líu hoặc là tránh án không liên quan tới sự việc vừa qua, mà là cơ quan chức năng hiện tại đang thu thập lấy lời khai và chứng cứ phạm tội của Nguyễn Phương Hằng liên quan tới việc gây rối, mất trật tự an ninh trên cộng đồng mạng. Tại vì đã nhắc tới sư Minh Tuệ là một, thứ hai là bà ta có đặt điều vu khống những vị lãnh đạo ở trại giam An Phước. Điều này có thể nói rằng rất là nguy hiểm và hiện tại bên phía trại giam đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để gửi đến cho bộ phận pháp lý của tòa án mong muốn sẽ vào cuộc và thụ lý sự việc này, giải quyết ngay lập tức. Do đó mà rất là nhiều cô chú, anh chị, hiện nay rất là vui khi mà các cơ quan chức năng đã vào cuộc một lần nữa để bắt bà Nguyễn Phương Hằng trở lại. Với trại giam T30 cho bà ấy sống trong cảnh bốn bức tường lạnh lẽo và học lại môn đạo đức lớp 1. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều những luồng thông tin, ý kiến trái chiều. Bởi vì báo chí và nhà đài tin tức vẫn chưa xác minh và đưa ra thông tin chính thức về sự việc của người phụ nữ sỏ lá ba que này. Thế nên... Từ một nguồn tin của một Facebooker, Nguyễn Xin cũng chưa rõ thực hư sự việc như thế cả. Thứ nhất là bà Trần Thị Đời có thực sự là bị tâm thần hay không và thứ hai là biết bà ấy bị tâm thần. Nhưng tại sao bà Nguyễn Phương Hằng lại muốn tố cáo người phụ nữ đáng thương này cho mọi người và cộng đồng mạng chửi rủa Và xỉa sói bà ấy mặt rất là nhiều người nói rằng không có lý do gì mà bà ta là tổ chức của Việt Tân vì nhìn bộ dạng như thế giống như là đang diễn. Do vậy, mà hiện tại trên mạng xã hội chia làm hai luồng thông tin, ý kiến. Một bên thì cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã dàn dựng lên một kịch bản gọi là quá cao siêu. Thứ hai là có khả năng bà ta thực sự là Việt Tân thật. Mà nếu chính xác là Việt Tân thì bà Nguyễn Phương Hằng lại càng sai hơn khi mà không thông báo tới cơ quan chính quyền mà còn đưa bà ấy lên trên sóng livestream, trước hàng ngàn con người để mà chia sẻ về sự việc. Và ngay sau livestream đó thì cũng không có một cuộc gọi nào để mà thông báo tới chính quyền để bắt bà ta lại. Do đó, thực hư trong sự việc lần này vẫn là một dấu chấm hỏi. Tuy nhiên Trách nhiệm của Nguyễn Phương Hằng rất là lớn trong sự việc lần này, phải làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Thứ nhất, là tung ra được bằng chứng cho rằng người phụ nữ kia có thực sự là ba que không, hay chỉ nói bằng miệng. Tại vì trong màn livestream, khán giả chỉ thấy Nguyễn Phương Hằng lên tiếng, còn người phụ nữ kia thì bật khóc rồi gục xuống bàn. Và nhiều khán giả nói rằng có lẽ bà ta là một người xấu số, được bà Nguyễn Phương Hằng lựa chọn để đứng ra nhận tội thay cho mình, vì dám lỡ lời nhắc tới sư Minh Tuệ. Tất nhiên sự việc nhắc về sư Minh Tuệ đã làm cho rất là nhiều fan hâm mộ của bà ta quay xe. Nhưng vì cái tôi quá cao lớn, không muốn lên mạng xã hội nhận lỗi với cộng đồng mạng mà đã bày ra một kế hoạch. Nhờ một người đóng giả làm diễn viên là người phụ nữ tên là Trần Thị Đời, rồi gắn ghép cho bà ấy là người của tổ chức sỏ lá ba que. Thì thử hỏi quý vị rằng, nếu một khi có giấy mời triệu tập lên cơ quan công an trình báo về sự việc thì bà Nguyễn Phương Hằng không thể nói rằng bà ta chỉ nói bằng miệng được mà phải đưa ra được bằng chứng xác thực. Tại vì nói bằng miệng thì ai cũng nói được, phải có bằng chứng, giống như là đoạn tin nhắn, hay là ghi âm cuộc gọi, hay nói chuyện, thì cơ quan chức năng mới chấp nhận đây là bằng chứng. Còn Nguyễn Phương Hằng, lúc livestream có nói thẳng là do bà đời tự giới thiệu mình là thành viên của tổ chức sỏ lá ba que Việt Tân. Nhưng chỉ nói bằng miệng, mà trong nguyên một buổi livestream hôm đó bà ta không nói một lời nào cả. Và sự việc được đưa ra lần này, đó là có hay không chuyện bà Nguyễn Phương Hằng đã lên một kịch bản nhằm mượn gió bẻ măng để mà lươn lẹo thoát tội. Quý vị có thể thấy rằng những người đả kích và nói xấu sư Minh Tuệ đều không có kết cục tốt, đặc biệt là thằng Sàm Tăng Thích Trân Quang. Thứ hai là Nico Diệu Hưng, một người thì tán ra bại sản với khối tài sản cả ngàn tỷ đồng bị phong tỏa để điều tra, chưa kể là sử dụng bằng cấp giả để lừa gạt dân chúng. Còn một bên là một Nico Thích Sân Si, đặt điều vu khống sư Minh Tuệ của chúng ta, giờ đây thì bà ấy cũng nằm một chỗ, chờ chết chứ không thể nào ăn ngon ngủ yên như người bình thường được nữa và có thể nói vai trò của Ngài Minh Tuệ trong sự việc lần này là vô cùng oan ức. Khi mà tự nhiên không làm chuyện gì cũng bị người đời déo tên và lần này có lẽ nói rằng quả báo nghiệp quật đã tới với mụ lương Nguyễn Phương Hằng. Chúng tôi tin rằng với sức mạnh của cộng đồng mạng, tất cả sự thật, dù đen tối như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ bị phanh phui và công lý sẽ chiến thắng được gian tặc. Những người nào có tâm địa độc ác, muốn hãm hại sự minh tuệ, sẽ lãnh một kết cục vô cùng bi thảm. Và cuối cùng, chúng tôi muốn cơ quan công an, cảnh sát điều tra bắt gọn ngay lập tức đó là Nguyễn Phương Hằng, để cho bà ta một lần nữa vào trại giam An Phước, ăn năn hối lỗi về những việc mà mình đã làm khi dám lên tiếng đòi quốc sư Minh Tuệ không trượt phát nào. Và nếu quý vị và các bạn ủng hộ cho sư Minh Tuệ cũng như lên án mụ cuồn cuộn Phương Hằng kia thì hãy nhớ để lại một lời nhận xét của mình ở phía phần bình luận nhé. Đừng quên bấm một like và nhấn vào nút đăng ký kênh sách nói Minh Chiết để cùng nhau chờ đón những thông tin mới nhất.